Không, bây giờ mẹ sẽ quay video hai Anh em đi tìm trứng. Sáng nay là mẹ đã giấu trứng ở nuôi ở phòng khách này thôi, chỉ ở trong phòng khách này thôi. Bây hơi khó giờ quá. bây giờ hai em tìm xem ai sẽ tìm được nhiều hơn nhá. Los. Mẹ nhìn thấy em à? Rồi, sóc đã tìm được một quả bỏ vào trong vỉ con. Đây, một bên của con, một bên của gấu. Không. Không ạ. Cho vào đây. Wow, gấu đã tìm được một. Cái thứ hai. Ok, bỏ vào trong này con. Vừa cả hai. Một bên gấu, một bên sóc như này. Bên này của gấu này. Có hai rồi. Không, sao ơi đừng, mẹ cũng sẽ không để vào trong những cái tủ đấy đâu. Trong tủ đấy đâu. Thôi bố quát. Ừ bố quát, bố bảo không được nghịch cái tủ đấy mà. Quả trứng là sắp. Wow. Quả trứng là sắp. Trứng phải kết ký vậy. Có một trứng, có một trứng. Cái này một cái sóc để ở trên cửa sổ ấy là của một cái là của sóc, sóc để ở trên đấy. Mẹ bảo sóc để vào trong này, sóc không để. Đây một bên sóc, một bên gấu. Bỏ vào đây. Yes. Kết quả của ba. Đi xuống đi sắp nữa nhìn. Xem kênh. Sắp mố. Úi dồi mẹ không không làm như thế đâu gấu ơi. Sao ơi? Trứng, trứng bị vỡ đấy. Ừ đúng rồi, làm như thế thì trứng bị vỡ đấy. Thấy chưa, sướng chưa? Bây giờ còn hai quả nữa, tại vì một quả hôm trước bị vỡ hay ăn rồi đây, còn hai quả nữa. Còn hai quả nữa. Không. Sóc ơi, cái đấy đã mở ra đâu mà mẹ cho vào kiểu gì? Tìm khắp mọi nơi đi. Ở trên kia. Không, trên cao con, miệng gọi hai em làm sao với được mà mẹ để trên cao quá như vậy con. Trên kia. Hiện tại là ai đang thắng? Gấu. Ừ. Còn hai quả nữa gấu ạ. À, cứ đó lên. Yeah! Yeah! Còn một quả nữa. Vỡ trắng. Còn một quả nữa. Vỡ trắng. Vỡ. Wow, sắp tiếp tiến. Mẹ không để cao quá so với các em đâu. Mẹ không để quá cao để các em không tìm được đâu. Đây là
mà. Đây, cho vào để gọn vào, lệ lục ra là phải cho vào đi nhá gấu nhá. Không, mẹ sẽ không giấu vậy, như vậy kiểu như vậy để lục đồ lung tung ra đâu con. Là gấu. Thế hai em kết thúc chưa? Chưa. Thế cứ tìm đi nha, còn một quả nữa để xem ai tìm thấy nha. Thế hai em cứ tìm đi nha, xem quả cuối cùng ai tìm thấy. Không có. Mình chỉ tìm ở trong đó.